Xin chào mọi người. Hôm nay có một bạn hội viên group Zalo sinh nhật. Happy birthday CE. Không biết tên thật là gì, chỉ biết là CE nick Zalo. Tiên Võ Đế Tôn cũng là chân mệnh đế tiên 765. Ta đã nói rồi mà, đệ nhất định Diêm La của chúng ta, người tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chín người ánh mắt đều bừng sáng, nhào nhào xông tới, mỗi người xếp thành một hàng, cứ thế vòng quanh Diệp Đạo đi hết mấy vòng. Hơn ánh này, nếu người nào biết được thì là bọn hắn đang hiếu kỳ nhìn Diệp Đạo. Người nào không biết còn tưởng rằng muốn đánh Diệp Đạo tập thể đâu chứ. Chín người đều há miệng. Bọn hắn không ngừng thặt lưỡi nhìn Diệp Đạo như nhìn một vị tên quái vật, mà cũng nhìn tôn sát thần này như nhìn một vị thần nhân. Hôm qua bọn hắn vừa mới trở về, nghe được nhiều nhất chính là sở tích của Diệp Đạo uống hơn 100 bát canh mạnh bà, nhiễu loạn luân hồi, gió tung địa ngục, một người đập cho minh tương của chiến điện quỷ khóc sói gào. Cho dù chính người bọn hắn đều cao ngạo, cũng thực sự bị chấn kinh. Cùng Diệp Đạo so sánh thì bọn hắn đều là đám trẻ con. Diệp Đạo làm ra những chuyện đó, tùy tiện moi ra một cái đều không cách nào vô pháp vô thiên hơn được nữa. Vừa đi biển Tu La, thời gian nửa năm, mình tường dưới trướng Diêm La có thập điện Diêm Phủ, còn chính là đệ nhất điện bọn hắn, lại vẫn còn hoàn chỉnh. Chín điểm khác, chết thì chết, tàn thì tàn, không nên quá thê thảm như vậy chứ. Đây đều là nhờ công Diệp Đạo ban tặng. Bao nhiêu năm nay, đệ nhất điện lần đầu tiên được tăng thể diện như vậy, đem chiến điện ép cho không ngóc đầu lên được. Luận về giá trị, còn phải là vị huynh đệ kia ngày sau có khoe khoang, cứ lấy hắn làm chuẩn. Lời Bình Tường ý tứ sâu xa nói một tiếng: đi tìm một nơi kết bái đi. Phòng Bình Tường ngữ trọng tâm thường nói ra, kỳ thực là muốn Diệp Đạo cho một chút máu. Máu của hoàng phổ thánh thể so với thành dược còn tốt hơn rất nhiều, có thể gia trì bản nguyên của bản thân. Này này, có vợ chưa? Ca ta giới thiệu cho ngươi một nàng. Đến à, đặc sản của đệ nhất điện chúng ta phải để ngươi hiểu rõ một chút. Rượu này là ta đã trân tàng hơn 100 năm, hôm nay tặng cho ngươi đó. Chín vị minh tương liếu ríu không ngừng, nhiệt tình cũng không phải là bình thường, lại là thi nhau nhét tặng bảo bối bí pháp, lại là giới thiệu gái để cua. Đệ nhất điện khó có được xuất ra một người tài, tên này phải thật tốt mà cũng bái hắn. Ngày sau ra ngoài khoe khoang thì chỉ vào tiểu huynh đệ này, lão thể ngửa mặt lên trời. Diệp Đạo trầm mặt không nói gì, cho liền cất, ngu sao không lấy. Chiến vị minh tương này so với minh tương của chính điện nhìn xem còn dễ chịu hơn rất nhiều. Khó có được mà gặp nhau, dợt qua hai chiêu đi. Lời Bình Tường bẻ bẻ cổ, mắt tóe lửa, xem xét chính là một tên hiếu chiến. Ta có việc gấp cần tìm Tần Nghiễm Vương, về phần chuyện luận bàn ngày sau sẽ bàn lại. Diệp Đạo từ chối nhã nhặn, cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nhưng nếu muốn thì ta nói, thì thực lực của ngươi còn kém quá xa đó. Tần Nghiễm Vương xuất quan còn cần một chút thời gian, nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, quyết định như vậy đi. Lời Bình Tường vừa nói, lúc này liền vọt ra ngoài, cũng mặc kệ Diệp Đạo có bị ý hay không. Tám minh tương khác cũng rất hiểu chuyện, đều rút lui ra thật xa. Và hắn cũng rất muốn nhìn một chút một kẻ tàn nhẫn đập cho minh tương của chiến điện đến cùng là trâu bò như thế nào. Hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt một chút. Diệp Đạo không nói lời nào, không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt. Nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, người đã muốn đánh, lão tử liền đánh với ngươi. Muốn đi tìm vui vẻ hay là đi tìm kích động, kệ ngươi, một lát nữa đừng có khóc là được. Đối với hạng người này, anh xưa nay chưa hề nương tay. Đối diện, Lôi Minh Tường đã một bước đạp lên trời, khí thế tăng vọt, toàn thân phủ kín lôi đình, ngay cả mái tóc đen cũng nhuộm đầy lôi điện. Cái thằng này huyết mạch không hề yếu, trời sinh mang thuộc tính sấm sét, là một loại tu sĩ có công phạt bá đạo. Bản nguyên của hắn để lộ ra khí tức bá liệt. Bên trong cấp bậc thánh nhân như hắn bậc này cũng là người nổi bật.
có thể làm minh tương dưới trướng Tần Miễn Vương, đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn. Bên trong cùng cấp bậc rất khó tìm được đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn muốn khiêu chiến chính là Hoàng hậu Tấn Thể Diệp Đế Hậu. Vậy lần này liền coi như là chuyện khác. Luận về chiến lực, Tấn Thể cùng cấp là vô địch. Có cái gì mà lôi này phong kia chứ, toàn có mày đó là hàng trang trí thôi. Ngay lúc này, Lâm Minh Tương đã lật tay xuất ra một loan đao là một tôn thánh binh, cũng là pháp khí bản mệnh của hắn, khắc đầy phù văn, lấp đầy lôi điện. So sánh với hắn mà nói, Diệp Hào liền yên tĩnh hơn nhiều, lắng lặng mà đứng đó, không có động tác dư thừa, giống như một người không có chuyện gì. Tam trảm lôi đình. Nghe Lâm Minh Tương gào lên một tiếng, hai tay cầm đao nâng lên quá đầu, răng kim bổ xuống. Một đao kia có thể xưng là phách tuyệt, một đao chém bích thiên địa, bên trong cấp thánh nhân hơn phân nửa chưa có người nào gánh vác được, quá cường hãn. Lại nhìn tới Diệp Đế Hào, nhìn cũng thèm nhìn tới, chỉ đột nhiên nâng lên nắm đấm nghênh trời mà đánh lên, lấy thân thể máu thịt tay không ngạnh kháng loan đao. Đao cùng quyền va chạm phát ra tiếng lan can mà sát ra tia lửa tung tóe. Vùng không gian kia tức thời sụp đổ, trở thành một vùng đất hỗn loạn. Có tiếng học pháo vang lên, Lâm Minh Tương bay ngang ra ngoài, sau khi rơi xuống còn đạp chân lui lại 3 đến 5 bước, đời ngừng lại thân hình, một câu chưa kịp nói, một ngụm máu tươi đã cuồn phún phun ra. Ở phía dưới, Diệp Hào liền tốt hơn rất nhiều, như một pho tượng đài đứng lặng, từ đầu đến cuối căn bản cũng không hề nhúc nhích, nhẹ như bay gió. Tám tôn Minh Tương xem chiến nhao nhao tặc lưỡi, ngầm rung động trước sự hung hãn của Diệp Đế Hào. Một cái đỉnh phong của Lâm Minh Tương lại bị anh nhẹ nhòm oanh lịch. Lâm Minh Tương bại gọn gàng mà linh hoạt như thế, bọn hắn cũng không cần phải chơi dài nữa. Ngay cả đệ nhất Minh Tương là Viên Minh Tương cũng cảm thấy như vậy. Tuy hắn là chuẩn thánh vương nhưng hoàn toàn cũng không phải là đối thủ của Diệp Đế Hào. Thánh thể cung cấp là vô địch, thân xác cường hoành, khí huyết tràn đầy, tuyệt đối là trâu bò, cũng không phải là chỉ là đơn giản nó như vậy. Tại Minh Giới đã có một ví dụ thành công, chính là đế quân. Thánh thể đại thành sánh ngang với đại đế, Minh Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hoàng của thánh thể mặc dù hiếm có, nhưng tùy tiện sách ra một tôn đều tồn tại là trâu bò. Diệp Đế Hào bây giờ so với đế hoàng năm đó lại càng kinh diễm hơn, để được cho anh đầy đủ thời gian nhất định có thể vượt xa đế hoàng. Mình đế hơn phần nữa cũng khó mà ép lại anh. Cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là Lôi Minh Tương đau đến nhè răng trợn mắt. Thanh loan đao trong tay hắn còn đang vù vù rung động, bị chấn động đến thần quang tiêu tán, còn có xương tay cũng đã đứt gãy, có máu tươi phun ra. Phục ca ca, phục ngươi rồi đó. Tính tình Lô Minh Tương ngược lại là tương đối cởi mở, thoải mái cười to, tính nét hào sảng. Thua chính là thua, hắn thua được, làm việc cũng là toàn mình lối đạt. Chỉ là anh may mà thôi. Diễn ra mỉm cười vẫn bình tĩnh như trước. Mày bắn cái rắn gì chứ, thắng là thắng, ca thua nổi mà. Lô Minh Tương hôn hằng vỗ bá vai Diễn ra hào, tài cho đến mức nền cho Minh Tương của chiến dịch nằm sắp. Người có thực lực đó thật sự là tăng thấy diện cho bọn ta đó. Lần này sau khi bán chiến tại Diễm Vương, ta chở ngươi uống một chén. Chiến vị Minh Tương vẫn nhiệt tình như cũ, cao ngạo như chính người bọn hắn, cũng kính trọng cường giả, đặc biệt là Diệp Đế Hào, kẻ tàn nhẫn cái thế bậc này. Diệp Đế Hào cười một tiếng, tuy nhiên không trả lời, chỉ lắng lặng đứng ở ngoài điện. Anh không hề quên mục đích lần nào đánh nhau, uống rượu cũng không phải là chuyện quan trọng, tìm Tần Nghiễm Vương mới là việc cần gấp nhất. Hy vọng hắn có thể hạ lệnh tha cho Sở Linh làm thần phong đại hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không thấy Tần Nghiễm Vương triệu kiến. Diệp Đế Hào có chút gấp, nhưng chính đại Minh Tương lại rất nhàn nhã. Diệp Đế Hào nhìn điện Tần Nghiễm Vương một cái, lại nhìn về phía chiến người. Có một chuyện không biết chiến vị lão ca có thể giải thích cho ta hay không. Muốn nói gì thì nói, xem gì thì xem đi. Chiến đại Minh Tương cười nói, thần cầu đại hà, tân nhiệm của chúng ta, nàng đã thành thân hay chưa? Diệp Đế Hào hỏi, tối thiểu anh phải biết cha đứa trẻ là ai. Thần cầu đại hà, thành thân sao?
Chính người hơi sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất trí lắc đầu tập thể. Là như vậy sao? Diễm Đào nhíu mày, có chút nghĩ không thông. Chưa kết hôn, vậy hài tử ở đâu ra chứ? Chưa lập gia đình là có con trước hay sao? Cùng ca, nói thật đi, có phải là coi trọng thành công đại hà rồi hay không? Phong Minh Tường chọc chọc Diễm Đào, nhảy mắt ra hiệu. Cái này còn phải hỏi sao? Đều nói Hoàng của Minh Tường cả ngày đợi tại đầu cầu đại hà, toàn bộ âm thảo địa phủ này để đã truyền khắp rồi á. Ánh mắt của người rất tốt đó. Phong Minh Tường nhìn Diễm Đào, giơ ngón tay cái lên. Đợi ngày nào đó thành thân, đừng quên tổ chức hôn lễ nha. Diễm Đào chỉ cười một tiếng, ánh mắt của anh chưa bao giờ kém. Nhưng anh xoắn xuýt chính là hài tử của Sơ Linh ở đâu mà ra chứ, cha ruột là ai chứ. Đang khi nói chuyện, đại điện ông động một tiếng, sau đó liền có một lời nói uy nghiêm truyền ra. Diệp Đào, vào gặp ta. Diệp Đào nghe vậy lập tức nhấc chân một bước bước vào đại điện. Anh chính là đến sau mà Tần Nghiêm Vương lại là gặp anh trước. Để thú địch Quỷ Vương hơi kinh ngạc, mặt mũi lớn như thế hay sao? Như thế cũng đúng thôi. Chính Đại Minh Tương dưới trướng thật là mất mặt. Có điều, chính Đại Minh Tương cũng nhìn rất thoáng. Ai kêu Diệp Đào là người mới đâu chứ? Tần Nghiêm Vương coi trọng đang trong quá trình sắp xếp lại. Trong điện, Diệp Đào đã ngừng chân, ngước mắt nhìn tứ phương. Cung điện này vô cùng cường đại, khí thế đáng sợ. Có chín cây cột đồng, dày cộm, xuyên thẳng lên thiên kiêu, khắc đầy quỷ văn phức tạp. Bầu không khí trong điện âm trầm mà uy nghiêm, ngay cả gió quét qua cũng mang theo sự âm lãnh. Người bình thường đi vào chắc chắn sẽ rùng mình một cái trước. Phía trên, Tần Nghiêm Vương ngồi ngay ngắn, thần mâu trợn lên, sáng người có thần, hung thần ác sát, có uy nghiêm của Diêm La, càng có uy áp của Thuận Đế. Đệ nhất Diêm La không phải chỉ là hư danh. Tần Nghiêm Vương bây giờ ngược lại là có kích thước như một người bình thường. Còn nhớ kỹ lần Diễm Đào nhiễu loạn luân hồi, cái đầu của hắn cứ gọi là to đùng, thân thể khổng lồ như núi, mắt như vạc rượu, tồn tại gọi là kình thiên đạp đất. Tại trước mặt hắn, Diệp Hào chính là một con châu chấu. Nhưng tuy là như thế, khí thế Diệp Hào lúc đó cũng không hề yếu. Đại đế đã từng chém qua, trong cơ thể anh có sát khí của đại đế, cái gọi là uy thế ép không được anh. Tần Nguyên Vương ra ngoài phủ đầu cũng không có rắn gì để mà dùng. Đến tìm bản vương là cần làm chuyện gì? Tần Nghiêm Vương quan sát phía dưới, tiếng lớn như lôi đình, chấn động đến đại điện cũng ầm ầm rung chuyển. Thuộc hạ xin khẩn cầu, mong Tần Nghiêm Vương ban thưởng cho một mệnh lệnh, há cho thành cầu đại hà, tân nhiệm rời đi. Diễm Đào chắp tay cúi người. Lý do, Tần Nghiêm Vương nhàn nhạt nói, vuốt vuốt chọn râu quai nón. Nàng là thê tử của ta, ta muốn dẫn nàng đi. Diễm Đào thẳng thắn cũng nhìn thẳng vào mắt Tần Nghiêm Vương, ánh mắt rất chân thành tha thiết. Thê tử sao? Tần Nghiêm Vương nhíu mày, cũng y như Phán Khoan cùng Vô Thường ngày đó, thần sắc kinh ngạc, biểu lộ rất đặc sắc. Hắn trưởng quản đệ nhất điện, mọi chuyện lớn nhỏ tại âm tà địa phủ hắn đều biết, nhưng chưa từng nghe qua thần cầu đại hà đã thành thân, hoàn toàn chính xác là mới mẻ. Mong rằng Diêm La thành toàn. Diễm Đào lại đành nữa chắp tay cúi người. Thần cầu đại hà chính là ta thân phong, bây giờ nói rút liền rút thì uy nghiêm của ta để ở đâu chứ? Tần Nghiễm Vương hừ lạnh, hung thần ác sát. Diễm Đào im lặng có chút cúi đầu, còn người cũng theo đó mà hạ xuống. Anh yêu cầu tuy đơn giản nhưng hoàn toàn chính xác là tổn hại đến uy nghiêm của Diêm La. Nếu không phải là anh, chính là Hoang Cổ Thánh Thể cùng đế quân dính dáng quan hệ như vậy, thì Tần Nghiễm Vương sớm đã tặng cho anh một chưởng tiễn anh ra ngoài. Quả nhân suy đoán, việc này sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng. Muốn mang đi Sở Linh không phải là nhẹ nhõm như vậy. Né tình nguồn gốc giữa ngươi cùng đế quân, ta cho ngươi một cơ hội. Tần Nghiễm Vương nhàn nhạt nói một tiếng, lời nói mờ mịt mà uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, hai mắt đang cụp xuống của Diệp Đào lập tức sáng như tuyết. Tần Nghiễm Vương đã buông lời, và để có hy vọng tất cả đều còn có thể. Bất chợt thấy Tần Nghiễm Vương phất tay xuất ra một cái thang mây khổng lồ. Thang mây tổng cộng có 9 tầng, một tầng một đài dai thông hướng lên phía trên. Mỗi một bậc thang đều vô cùng đen nhánh, khắc đầy thần văn. Trên đó còn có lô điện gào thét,
từng sợi trút xuống như mưa, càng các âm hỏa đen kịt mãnh liệt bốc lên cùng lối điện xen lẫn bài bay búa. Diệp Đào hai mắt thiếp cài, an tĩnh nhìn thang mây. Nó cùng Thông Thiên Đường lúc thi đấu tại Tam Tông có mấy phần tương tự. Chiến tầng thang mây này uy áp sẽ một tầng càng mạnh hơn so với một tầng, đã là Diêm La bày ra tuyệt đối đáng sợ không phải là như bình thường. Nếu như người đạp lên đến tầng thứ 9, ta liền cho ngươi Diêm La Điện. Tần Nghi Vương ông dùng nó một tiếng, đem một lệnh bài treo tại bệ đá tầng thứ 9, chỉ cần cầm được nó liền có thể mang sợ lên đi. Ngươi là chủ nhất điện Diêm La, nói chuyện liền phải giữ lời đó. Diệp Hào ngửa mặt nhìn Tần Nghiễm Vương. Tuy biết chiến tầng mới này rất đáng sợ, nhưng anh lại cũng không hề e ngại. Tầm Tiểu Anh sớm đã so với sắt đá còn cứng hơn. Lời ta nói nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Nghiễm Vương vuốt vuốt chòm râu. Phải suy nghĩ cho kỹ, đạp lên thang mây có thể sẽ chết đó. Ta sẽ sống để cầm tới Diêm La Điện. Diệp Hào cao giọng nói, đột nhiên nhấc chân một bước đạp lên tầng đầu tiên của thang mây. Ngay lập tức một luồng áp lực vô hình đột nhiên giáng xuống. Mọi người muốn nghe nữa không?